Xã Kiên Đài là một xã vùng sâu vùng xa, cách trung tâm huyện Chiêm Hóa 28 km về phía Bắc. Giao thông đi lại khó khăn, địa hình đồi núi phức tạp, sắp danh với các xã Phố Bình, Bình Phú, Chi Phú, Linh Phú của huyện Chiêm Hóa, xã Lương Bằng, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. 23 khu di tích lịch sử được công nhận gồm hầm và lán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa điểm ở và làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng, văn phòng Phó Thủ tướng và đồng chí Phạm Văn Đồng văn phòng chủ tịch phủ, thủ tướng phủ, nơi ở và làm việc của Tổng bộ Việt Minh, nơi ở của bộ đội, đoàn cán bộ cách mạng Lào, ban tiếp tế ATK. Toàn xã có 11 thôn gồm 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Tổng diện tích đất có rừng là 6.609,99 ha, trong đó đất rừng tự nhiên là 5.786,41 ha, rừng trồng là 823,58 ha. Tổng diện tích hỗ trợ bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng tự nhiên là 2.580,38 ha. Diện tích có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 6,216,10 ha được sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn của ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh huyện Chiêm Hóa, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và của Đảng ủy xã. Kết quả đến tháng 4 năm 2022, xã được công nhận là xã nông thôn mới. Từ hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình nông thôn mới và các dự án chương trình lồng ghép, sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong triển khai và tổ chức thực hiện. Qua đó đã góp phần đạt được những kết quả đáng kể sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã đã triển khai thực hiện bước đầu sản xuất hàng hóa cây trồng vật nuôi, đã phát huy lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về tư duy của người dân, phương thức tổ chức theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, làm cho đời sống của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chính nhờ vào việc sản xuất nông lâm nghiệp có hiệu quả, nhân dân trong xã đã có nhiều đổi mới, nhiều nhà xây khang trang, nhiều xe ô tô được mua để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến việc tổ chức thực hiện. Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật đã được ngăn chặn. Việc lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích đã được xử lý theo quy định. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạt kiểm lâm huyện Chiêm Hóa phối hợp với ủy ban nhân dân xã Kiên Đài triển khai tới nhân dân trong xã một số nội dung quan trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp như sau. Thứ nhất, về chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng và giao khoán bảo vệ rừng. Chính phủ ban hành hai chính sách về lâm nghiệp, xã Kiên Đài thuộc đối tượng hỗ trợ theo quyết định số 809 Quy đề TTC ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Chính sách hỗ trợ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đó là nghị quyết số 03 Ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 19, kỳ họp thứ hai về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, sản phẩm ô cốp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Nội dung mức hỗ trợ 1. Hỗ trợ cây giống lâm nghiệp gồm cây keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, cây keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại, cây sổi ăn hạt, cây xấu, cây chám trắng được nhân giống bằng phương pháp ghép để hộ gia đình cá nhân trồng rừng sản xuất tập trung. 2. Mức hỗ trợ 100% cây giống trồng chính theo mật độ quy định trong hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng của cấp có thẩm quyền ban hành đối với từng loài cây cụ thể và chi phí vận chuyển cây giống đến trung tâm xã theo đơn giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, sau dự toán hàng năm. 3. Điều kiện hỗ trợ có đất trong quy hoạch phát triển rừng sản xuất, thực hiện trồng rừng tập trung, đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng ổn định không tranh chấp, diện tích đất tập trung từ 0,3 ha trở lên. Thứ hai, về các quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp, về sở hữu rừng, nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân bao gồm rừng tự nhiên, rừng trồng do nhà nước đầu tư toàn bộ rừng trồng do nhà nước thu hồi được tặng cho hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu rừng trồng khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm rừng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đầu tư, rừng được nhận chuyển nhượng tặng cho thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy định của pháp luật. Về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp, một Chặt phá khai thác lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật. 2. đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật, chăn dắt thả ra súc vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng. 3. săn bắt, nuôi nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng. Thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật. 4. hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng công trình bảo vệ và phát triển rừng. 5. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, quản lý các loài ngoại lai xâm hại, dịch vụ môi trường rừng. 6. Tàng chữ mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 7 khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định của pháp luật, xây dựng đào bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng. 8. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật, cho phép khai thác vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật, phân biệt đối xử về tôn giáo tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng. 9. Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật. Về phòng cháy và chữa cháy rừng. 1. Chủ rừng phải lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, chấp hành sự hướng dẫn kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Mọi trường hợp sử dụng lửa trong rừng, gần rừng để dọn nương rẫy, dọn đồng ruộng, chuẩn bị đất trồng rừng, đốt trước mổ khô hành hoặc dùng lửa vì mục đích khác, người sử dụng lửa phải thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng. 3. Tổ chức hộ gia đình cá nhân, Tiến hành hoạt động trong rừng, xây dựng công trình ở trong rừng, ven rừng phải chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng. 4. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải kịp thời chữa cháy, thông báo ngay cho cơ quan tổ chức cá nhân liên quan, khắc phục hậu quả sau cháy rừng và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chữa cháy rừng kịp thời về trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân, tổ chức hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ rừng về cháy rừng, sinh vật gây hại rừng và hành vi vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, chấp hành sự huy động nhân lực phương tiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra cháy rừng. Thứ ba, về xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp Hành vi dịch chuyển mốc giới, danh giới rừng hoặc chiếm rừng của chủ rừng khác, rừng thuộc sở hữu toàn dân, chưa sao, chưa cho thuê, bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các trường hợp. A. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh, chưa có chữ lượng thuộc các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có diện tích dưới 50.000m2. 50 B. Rừng sản xuất có diện tích dưới 20.000m2. 20 C. Rừng phòng hộ có diện tích dưới 15.000 m2. C. Rừng đặc dụng có diện tích dưới 10.000 10 m2. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm. Hành vi khai thác lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan có thẩm quyền bị xử phạt như sau. 1. Khai thác trái pháp luật trong rừng sản xuất. A. Đối với gỗ loại thông thường phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi khai thác pháp luật dưới 20 mét khối gỗ rừng trồng hoặc dưới 10 mét khối gỗ rừng tự nhiên. Đối với gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật dưới 15 mét khối gỗ rừng trồng hoặc dưới 7 mét khối gỗ rừng tự nhiên. C. Đối với gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1A, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật dưới 1 mét khối. 2. Khai thác trái pháp luật trong rừng phòng hộ. A. Đối với gỗ loài thông thường, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật dưới 15 mét khối gỗ rừng trồng hoặc dưới 7 mét khối gỗ rừng tự nhiên. B. Đối với gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 200 triệu đồng, đối với các hành vi khai thác trái pháp luật dưới 10 mét khối gỗ rừng trồng hoặc dưới 5 mét khối gỗ rừng tự nhiên. C, đối với gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1A, phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật dưới 0,5 mét khối. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ tẩu tán tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Vượt khối lượng nêu trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 232 Bộ Luật Hình sự tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng, gây cháy rừng bị xử phạt như sau. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có chữ lượng thuộc các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có diện tích dưới 30.000 m2. B. Rừng sản xuất có diện tích dưới 5.000 m2. C. Rừng phòng hộ có diện tích dưới 3.000 m2. C. Rừng đặc dụng có diện tích dưới 1.000 m2. Gây thiệt hại về lâm sản trị giá dưới 100 triệu đồng trong các trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích. Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, buộc trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính. Vượt diện tích, giá trị nêu trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 243 Bộ luật hình sự, tội hủy hoại rừng. Hành vi chặt, đốt, phá cây rừng, đào bới san ủi, nổ mìn, đắp đập ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc hoặc các hành vi khác gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có diện tích dưới 30.000 m2. B. rừng sản xuất có diện tích dưới 5.000 m2. C. Rừng phòng hộ có diện tích dưới 3.000m2 C. Rừng đặc dụng có diện tích dưới 1.000m2 D. Thực vật rừng thông thường trị giá dưới 50 triệu đồng Thực vật rừng thuộc danh mục Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A trị giá dưới 40 triệu đồng Thực vật rừng thuộc danh mục Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1A trị giá dưới 20 triệu đồng trong các trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ tẩu tán tiêu hủy trái quy định của pháp luật buộc trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính vượt diện tích giá trị nêu trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 243 Bộ luật hình sự tội hủy hoại rừng